Rồi hello cả nhà nha. Thì mình mới thấy được ổng ong ở trên cái cây sung. Rồi, nó làm trên cái cây. Đây mình quay cho cả nhà xem. Tổ ong quá chừng lớn luôn. Nãy đi ngang mình thăm mấy cái bẫy rắn á, mình thấy nó nằm trên cái cây rồi mình vào mình coi thử đi. Mình quay cho cả nhà xem. Đó, ong rồi. Ông này là ông rùa nha cả nhà. Tổ này không biết có mực chưa nữa. Đây để mình quay gần gần cho cả nhà xem. Thì nó chồng lên nhau vậy. Quá chừng mông luôn. Nãy thăm bẫy rắn tình cờ thấy thì mình mới quay cho cả nhà xem chứ mình nãy thăm rắn không có thì đi tính đi ra thấy tổ ong nằm trên cây sung này. Vào coi thử ong này cũng bự bộ ong này chích là cũng nhức lắm nha cả nhà chích là nó bỏ kim luôn. Rồi bây giờ thì mình kiếm coi cái cây rồi mình khều coi nó có mật không. Ông này nghĩ về chắc cái tổ này cũng có chút đỉnh mật. Em lấy cái cây đây. Mình khều với có không? Rồi khều nhậm nhậm không biết sao ở nó bay ra rồi rồi rồi. Khó quá này phải có khối á cho nó không có bay mình khiêu lại cái nữa này cái tổ này chắc mới dán dán à, chưa có mực đâu để mình kéo thử đi à. Này chắc mới có trứng. Để kéo kéo ra thử cái coi sao à, cái tổ này nó mới dán à cả nhà chưa chưa có mực nhiều chết chưa rồi 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 chạy.